Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để tham gia? Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây để trả lời cho câu hỏi này. Và những gì chúng tôi thực sự muốn là làm sáng tỏ điều này. Cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, tất cả những gì bạn cần làm là nạp tiền từ ví USDT vào tài khoản SnapX của bạn. Chúng tôi có một sự kiện đang diễn ra, liên kết trong phần mô tả bên dưới. Chúng tôi đang tặng 1 triệu USD dưới dạng airdrops cho những người dùng may mắn. Tiếp theo, đến trang Snap Token. Thao tác này sẽ đưa bạn đến giao diện như màn hình này. Trong mỗi vòng, mọi người có thể nhận được lên đến 200 USD dưới dạng Snap Token. Nhưng làm cách nào để được nhiều hơn? Nếu bạn là người dùng SnapX trước tháng 9 năm 2021, bạn được tặng Snap Token trị giá 200 USD. Với giá trị thêm sẽ áp dụng trong đợt bán vé, vé may mắn cho mọi người trong đợt bán công khai. Tất cả những gì bạn cần làm sau khi đến trang tiếp theo là nhập số bạn muốn nhận và xác nhận bạn đã đọc và đồng ý với Hiệp định Đơn giản cho Token Tương lai, SAFT. Điều này chỉ để hỗ trợ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận bán token trong tương lai. Và sau đó bạn có thể bắt đầu. Chúng tôi thực sự rất háo hức được cùng bạn khởi động sự kiện này. Và chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng các bạn trong cuộc hành trình tuyệt vời này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy cùng nhau go to the moon. Hẹn sớm gặp lại mọi người.